Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Và đây là tàu nhanh công nghệ số thứ 27. Và có lẽ thì đây cũng sẽ là số tàu nhanh công nghệ cuối tuần cuối cùng theo cái dạng mô típ là bản tin hàng tuần. Và thời gian tới thì chúng mình sẽ đưa tới các bạn cái tin tức thông qua tàu nhanh công nghệ vào khoảng từ 1 cho tới 2 ngày một số, đúng theo tính chất là đưa những cái tin nóng hổi hot hit nhất trong ngày. Và ngay bây giờ thì không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi điểm qua những cái tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay nhé. Và vào ngày 30 tháng 3 vừa qua, NVIDIA đã chính thức công bố tính năng Resizable 3 dành cho những chiếc card đồ họa RTX 3000 của mình thông qua driver GeForce 465. Và nếu như các bạn nào đang sử dụng CPU Intel này cộng với lại card đồ của NVIDIA thì các bạn hãy download ngay cái tính năng, chúng mình có để phần link ở dưới mô tả của video này nhé. Và nếu như các bạn nào chưa biết thì Resizable 3 tóm tắt tính năng của nó sẽ là giúp cho CPU của chúng ta kết nối được với lại VGA thông qua một cái cửa sổ băng thông lớn hơn rất là nhiều. Đặc biệt là trong các tựa game với những cái tập lệnh mới thì mối liên hệ giữa CPU và GPU càng trở nên quan trọng hơn. Và với việc mà CPU có thể truyền toàn bộ tập lệnh của mình đến với GPU và VRAM thì sẽ mở ra tăng hiệu năng rất nhiều cho chơi game, giống như mà cách AMD làm ra Smart Asset Memory vậy. Và chắc chắn là để sử dụng được tính năng này thì các bạn sẽ phải sử dụng CPU đời mới rồi. Đối với AMD thì chúng ta sẽ sử dụng từ Gen 2 và Gen 3, còn đối với lại Intel thì sẽ phải là từ Core i thế hệ thứ tư Hardwell. Nhưng đáng buồn là các hãng bo mạch chủ chỉ hỗ trợ update tính năng này cho các bo mạch từ series 300 trở lên dành cho các CPU Core i thế hệ thứ 8 và Intel X299 HEDT về sau. Ngoài ra thì các bạn cũng phải có VGA RTX 3000 hoặc là AMD RX 6000 trở lên. Và cuối cùng nữa là bộ PC của các bạn phải boot ở chế độ UEFI và tắt CSM để có thể hỗ trợ UEFI GOP. Và tin tức nóng hổi trong tuần qua cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Trong tuần tới thì các bạn nhớ nhá, chúng mình sẽ gửi tới cho các bạn tàu nhanh công nghệ vào khoảng từ 1 cho tới 2 ngày một số để cập nhật rất nhiều những cái tin tức hot hit ngay lập tức về công nghệ luôn. Còn hiện tại thì chúng mình cũng đang có giveaway về chiếc SSD của nhà Aorus với trị giá là 2,8 triệu. Các bạn nào muốn tham gia thì có thể click vào cái đường link ở phía bên trên này để biết được thể lệ tham gia nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số video tiếp theo của Hà Nội Computer. Bye bye.